À bây giờ anh em ạ, bây giờ anh em có đi xem review của MBH không? Bây giờ tôi đi tí tôi bắn sau, bây giờ tôi đi review quả. Đi review quả. Đấy đấy đấy. Đấy anh em, bây giờ anh đi. Đây bây giờ anh đi review này. Đây review nào. Bài gì nhỉ? Yêu nhạc chiêu đúng không? Yêu nhạc chiêu. Đấy anh em qua review. Bây giờ review của tôi nhá, tôi review lại. Ồ đấy, đấy là anh em nó phải công bằng. Ai à, ai mang cô đơn đi này mà nghe, nhạc đánh đàn có bị bản quyền không nhỉ? Kiểu đánh đàn hát không có bị bản quyền không ta? Chắc là không đúng không? Phải hát hay, phát hay hay hát hay lắm thì mới ra mới bị bản quyền, chứ cái cỡ hát nghiệp dư này chắc không bản quyền được. Chứ quyền lỡ mồm hát hay này không bản quyền được, quyền quyền mẹ. Tí để mất công đi xin lỗi mệt lắm. Đấy, đấy. Nhìn có đàn này, anh em nhìn này, đúng dân ca sĩ này, nhìn này. Đầu tiên nhá. Đầu tiên là mình đánh đàn đấy, đây là cái đàn này, anh em nhìn này. Trước tiên vào bài hát là phải trưng ấy này, nhìn này, đấy. Trưng. À là phát nào. Ấy, đấy, đàn xịn là như thế, còn cái cỡ đàn mà mình cầm vòng chun mình quấn này ở hai từ đầu ngón cái chân này móc lên đây đánh cái tưng 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 này làm sao mà đánh ngày xưa tôi đánh, ngày xưa anh học đánh đàn anh toàn kiểu thế thôi, móc dây chun móc từ đây ra này, cầm răng cứ tăng tăng tăng, mặc dù nó không kêu đâu nhưng mồm mình kêu thành tiếng là được. Nghe cái giọng kiểu gì ra. Kiểu rất chi là được lạ. Đấy. Riêng này nó đít like. Hát mà khinh thường khán giả. Có điều hát khinh thường khán giả này đít like luôn. Phải lỗi mẹ luôn rồi. Đít like. Hay quá chị. Hát mà mặt vênh vênh lên thế hả? Đít like hừ thần ấy, cái mặt này hát khinh thường khán giả này, mặt này người ta hát, người ta ví dụ đây là ví dụ như mặt của tôi, ví dụ hát bài anh trăng lạc lối gieo phù hoa duyên hoa thành cho, mặt người ta phải cảm xúc, đưa cảm xúc vào bài hát nha, mặt nó phải đúng cái đoạn bài hát buồn, nó buồn lên mặt đi. Nhờ cái kiểu ấy, mày đấm nó đi, mày đấm vào mặt tao đi, kiểu đấy. Chứ hát thế thì đấy là về khẩu hình đã không được rồi, riêng về khẩu hình như thế là không được rồi, còn giọng hát để nghe hết bài thì sao. À đấy, xuyên cái giọng người ca sĩ nữa. Học có khác học đấy này, cái điệu đó đấy phải như này này đấy, bài hát người ta phải hát như này đấy, anh thôi trong dân gian rơi mất, mà cái bài hát của nó buồn thê thảm, mặt cười tươi nó giói, có ai hát thế không, người ta hát là người ta mặt phải buồn như kiểu như đưa đám ấy, nó mới đúng vào chất bài hát, nó cảm xúc đây, mặt nhưng lạc lời gieo hoa duyên mà cái bài nó buồn thê thảm mà cái mặt này tươi như là nhà có đám cưới ấy. Hay được. À sao tôi nhớ cái đoạn luyến này người ta luyến khác sao, à, đến nay đừng xa nó phải như thế đúng không, đây này à, lệch hẳn quãng đường tông nghe nó phô về luyện thêm đây, nhưng mà đây là giọng hát từ năm 2020, cách đây lâu rồi cho nên là bây giờ giọng hát có tiến bộ rồi. Này cái đoạn buồn này bằng những cái cảnh lá thu rơi nhá, cái là những lá rơi là cái cảnh rất là buồn thê thảm, ngày kiểu cái lá xa lìa cành là cái lúc kiểu cái lúc mà lá xa lìa cành là cái lúc đấy là lá rơi khỏi thân cây rồi, là mất đi sự sống rồi, người ta phải buồn đây, cứ đến cái đoạn mà cảm xúc buồn lại đi mặt cười tươi nhăn nhói như nhà đám cưới. Thế bây giờ review người ta phải review cẩn thận, clip có 2 phút 51 này này,
review người ta phải review một tí phải làm dẻo hết đâu. Ừ, vậy cả thế để anh em thích không tôi review kiểu này nhá. Đây này đấy. Hay quá hay quá. Ui cái công nhận cái clip này, cái mắt kính này đắt tiền đấy, tại vì thế thế thì còn gọi gì review nữa, người ta phải chi tiết từng ly từng tí một nó mới hay nhé, đúng không? Đó đấy, nghe lại đoạn này. Đừng răng trắng phết rồi, chắc là điệu này là hay đánh răng. Mặc dù bà bầu là đi lại khó khăn nhưng mà thức khuya dậy sớm mà ít ngủ ít nhưng mà vẫn chưa có đánh răng, răng sáng. Dũng rơi ngoài. Ôi trời, người ta cái câu của nó là mình ta với ta thôi mà, nó liền như thế đây. Là thế này mà à, cái đoạn này là anh em mình biết không, anh hiểu vì sao không? Thường những cái người bình thường như anh em xem thì không biết, nhưng mà đến như như tôi, ví dụ như tôi trong trong không phải ngành trong hát nha, nhưng mà trong sáo tôi biết. Cái đoạn này là cái đoạn gần như lắm vào hết hơi, đoạn này là hết hết cái đoạn này là hết hơi, hết hơi bắt đầu ra với ta mà đấy, kiểu đấy hết hơi kiểu đấy. Hết hơi ấy, cái đoạn này là hết hơi thì những cái đoạn thường thường lưu luyến nó luyến dài vãi ra đây hết hơi. Đấy nhá, đây anh em để ý cái mồm lúc này nhá. Đâu xăm đâu? Em soi thấy hình xăm coi có lộ không ạ? Hình xăm à, anh để xem nào. À đây. Ở cái cổ áo đây này, anh em nhìn đúng cái cổ áo này, nó xăm cái nốt ruồi ở cạnh gần cái vòng này. Đây anh em nhìn á, đây đây chụp cái tấm ảnh này, đây nhá. Phóng to lên. Đây anh em nhìn đúng cái con chuột trắng của tôi này, đấy thấy chưa? Nó xăm cái nốt ruồi ở gần cái vòng này. Chưa thấy cái đứa nào đi xăm nó vô lý như thế này, xăm thế nào xăm, xăm cái đứa ruồi vào đây xăm làm cái gì. Được tí em sẽ review hết cả kênh luôn, ăn review hôm nay chả sẽ đeo danh chứ kìa, đằng nào cũng bị dỗi rồi mà. Mà buồn cười nhỉ, đấy cái mặt kìa, cái mặt này nhìn cân 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 cái giống mà người ta hát, người ta phải nhìn vào camera là vạn lý đấy, nhìn cho khán giả người ta nhìn mặt thôi lý kiểu bạn vừa hát vừa xem tivi. Đấy mới phải nhìn cam như lúc này ấy, nó nhìn xong nó lại hát à, chắc là để, anh em biết sao cái điệu này không, cái đoạn này ấy, là kiểu này quên lời. Bắt đầu kiểu mặt trước là cái tivi hay cái gì đấy, màn hình này nhìn lời, hát cover không thuộc lời, nó thế, có gì đâu. Đây, đây, anh em nhìn này, đấy, cái đoạn này. Đây nhá, ai mà con đây ai ai mà con đấy thế vậy nhìn đoạn tiếp theo nhá. Úi, kiểu giống như kiểu ai mang cô đơn đi mẹ sướng cười nhăn răng à. Kiểu loại này lấy chồng sớm chắc là hối hận rồi, cái mặt này là lấy chồng sớm hối hận rồi nên là thấy cái tình cảnh ấy là cho nên là rất là sướng, cho nên là ước mơ như thế đấy, tuổi trẻ chưa trải sự đời nó thế đấy em ạ. Gơm yêu đương cho lắm vào lấy chồng sớm bây giờ hối hận chưa đấy, bây giờ ngồi hát hát nghe ai mang cô đơn đi cười, mặt cười mà nước mắt tuôn rơi, ai mang cô đơn đi rồi hối hận chưa em, giờ rồi sắp đứa bế hai đứa nữa mà mang cô đơn đi nha em nhá, hai tay cứ xách ai ai mang con đi ai.
Nhưng mà anh em đừng có bảo My là tôi đang review nhá. Nó sang nó đánh gậy đấy. Vỗ tay anh em. Cứ đến cái đoạn buồn là nó nghe răng nó cười. Tài. Hay clip ạ. Ôi tôi nhận quên mẹ mở hình ảnh cái này. Nhận xét bây giờ mới là nhận xét thật sự này. Sau khi xem clip bằng kính dâm cùng toàn thể anh 500 toàn thể 500k anh em có lời nhận xét về clip đề nghị chủ kênh lắng nghe tiếp thu để tiến bộ 2 chấm xuống dòng quả bóng trên tường nhãn hàng Việt Nam hay bên Nga thế em. Rồi, xong một clip hay quá, cả nhà cho một tràng vỗ tay cho em My được không ạ? Một bài hát tuy là không sâu lắng cho người nghe lắm nhưng mà quên. Lại anh em ạ, lại mẹ nó biết là sao nó băm đấy anh em ạ. Lại ngay lập tức. Chỉ lúc mình review mình đít like cho anh em gọi là cảm nhận đúng sở thích, còn xong nhiệm vụ là anh em lại phải đưa clip về mục đích ban đầu. Mình nguy hiểm đến tính mạng lắm. Anh em mình không thể đùa với những người có quyền lực được anh em ạ. Sợ lắm. Những thứ mà gọi là vật thể kiểu không có ngoài vũ trụ nhưng mà có trên trái đất, nó có thể bay đến mình lúc nào mình không biết. Ví dụ như dao, thớt, kéo, đĩa gì đấy, nó có thể bay từ bên Nga sang Việt Nam cũng có thể đấy anh em ạ. Cho nên là thôi mình cứ bảo toàn tính mạng thì hơn, mình nhà con một mà. À, theo nhu cầu của anh Tèo đã donate cho mình 500.000 và yêu cầu mình review bài gì nhỉ? Nàng thơ một cách chân thực và đầy tấm lòng của mình nhất. Hay nhỉ? Đây, đúng chất nàng thơ. Đây, vẫn là cái motif video và cái khung hình mặt vênh bá đạo kiểu khinh người này. Kiểu mẹ của thiên hạ, bà mẹ đích cho ai xem mình ạ. Không có gì ngoài hay thì rất hay. Tuyệt vời, rất hay luôn. Mẹ mấy đứa này đúng fan, nó vào định hẹn, định hot rồi. Mình tính thẳng thắn, không giờ mình khen kiểu này cả. Hát hay quá, mong bạn thành công hơn nhé. Cảm ơn bạn 6 tháng trước. Mà con này cũng chịu có tương tác với khán giả ghê. 12 người bình luận mà nó trả lời có đúng 4 cái. À, và là bài nàng thơ, nhưng mà mình còn chưa nghe bài nàng thơ xem như nào. Cái bài nàng thơ hay quá đấy, mày nhìn cam như này. Nhưng mà mình không nghe rõ lời bạn ạ. Chắc tập này là quên chưa ăn trưa hay chưa ăn sáng gì đấy, bắt đầu đã thu cả. Nhưng mà kiểu như là sợ, kiểu như mình vừa học lời, cái giống mà kiểu vừa học lời xong mình sợ quên lời nhanh ấy, mình phải thuộc cái mình ra mình hát luôn, không tí nó quên mất từ, nên ăn uống chưa kịp ăn cho nên là. Bài này hay quá.
nghe mà không nghe mà trầm lắng. Đúng rồi, hai bài này cũng hay thật. Đấy, vẫn gương mặt vẫn nhìn tivi anh em ạ. Comment ngay. Mặc dù anh em mình biết bài hát này hát rất hay, nhưng mà để cho em đấy tiến bộ hơn, mình không được khen. Mình phải làm sao bình luận, nhận xét một cách văn minh và giúp cho người ta có thể kiểu như là tự tiến bộ bản thân của mình lên ấy. Ví dụ người ta, ví dụ mặc dù người ta hát hay rồi, nhưng mà chưa chưa phải là hoàn hảo hẳn, chưa phải là hay hẳn so với những ca sĩ trong nghề, đúng không? Cho nên là mình phải nhận xét làm sao mà giúp người ta phát triển thêm bản thân của mình lên. Thế cho nên là người ta khen như này, bây giờ anh em cứ khen này đi, người ta thỏa mãn đấy cái giọng hát, người ta không luyện tập, người ta không thể tiến bộ lên nữa, nên mình phải nhận xét làm sao chê cho người ta tiến bộ. Đó, giúp người ta tiến bộ hơn. Rồi nghe tiếp nha anh em. Chắc là tôi mang vung, chắc tôi mang vung xoong đây, tôi cầm đũa tôi gõ để theo nhịp của em đấy hát cho hay nhỉ. Đúng rồi, cái mặt cứ vênh 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 nhìn đi đâu ấy, không tôn trọng khán giả, riêng cái này cũng vẫn phải đi like. Xúc tim kiểu hát khinh thường khán giả này là biết like rồi. Có hai quả trứng nghe mày hát rụng hết rồi. Đấy, vẫn cái điệu hát này, hát xong bắt đầu lườm khán giả, quá quá lừa, quá là không tôn trọng khán giả. Dislike là chính xác rồi đấy. Đấy là mới review hai clip thôi, review thế đủ rồi anh em nhá, không nó biết nhiều quá chết đấy. Để hôm khác mình lại review tiếp, bây giờ mình quay lại chơi game. Đủ đứa nào lại đi phô cái bé mi rồi. Trời ơi, đứa nào đi khen đi phô con bé mi rồi, nó biết giờ nó vào nó chết từ rồi. Ô hay nhỉ, nãy giờ mình có chê bai gì đâu, mình khen nãy giờ. Ô. Chết rồi. Em thì không là nàng thơ. Trời, sao nó biết ta, nó biết hay ta. Em đã thương người ta hơn anh. Trời. Tao mẹ em ạ. Anh Tèo lại đi mét đúng không? Trời. Chết cha rồi.
Anh em làm ăn thế này để sao để nó biết được ta. Những cái view này, anh em nhìn thấy view view cái phần dưới này khá lạ không? Phần dưới này là bắt đầu chơi đàn, nhưng mà ở đây livestream kinh tế khó khăn cho nên là chưa mua được bóng đá với lại cái vỏ đàn này, xài sơ xài. Bắt đầu đoạn này là bắt đầu đến kiểu đi làm kiểu livestream, bắt đầu anh em ủng hộ nhiều, có tiền mua các thứ treo lên tường trang trí này, kinh làm đấy, nó khác biệt hẳn. Người người làm ở ăn thành đạt nó khác biệt hẳn. Giống như tôi cái view vẫn bờ tường nát bét này, bao nhiêu tháng rồi vẫn thế khổ. Người ta đi livestream có tiền, đi Mỹ, đi America, mình Canada, mình cũng livestream cũng có tiền, cũng đi Mỹ mà lại đi Mỹ đỉnh, buồn lắm rồi. Sướng chưa? Đủ. Ô anh em buồn cười nhỉ. Anh em xem clip nào, tôi có dislike đâu mà con mi nó lại bảo tôi dislike video của nó. Người ta like đàng hoàng lại bảo dislike. Đây anh em xem này, clip anh em nãy giờ review đúng là clip đây nhá, chưa chỉnh sửa gì, đây vẫn vẫn like này, 14 like này. Đấy, này vẫn xanh lè. Thế lại bảo tôi dislike. Vu oan giá họa. Đấy clip này 86 like. Dislike đâu. Chỉ gọi là hơi comment giúp anh em tiến bộ đấy thôi. Buồn cười thật. Mở âm thanh nghe ok. À, Mi nó vẫn đang xem livestream anh em ạ. Cho nên là mình review nó phải review về công tâm. Mình review bài khác đi. Mấy bài vừa nãy là mình mấy bài nãy là em Mi em chưa gõ, em ấy muốn tôi review lại một bài khác bằng đúng thật tâm của mình. Đấy, mình anh em nãy giờ khen quá trời nhưng mà Mi nó chưa nghe rõ, bây giờ phải khen lại anh em ạ. Chứ có bài gì bài khác nữa. Mượn rượu tỏ tình. Uầy. Ồ thì mượn rượu tỏ tình đi. Có ba mấy giây à? À chiều hôm ấy. Review chiều hôm ấy nha. Review bài hát của Mi nha. Ui. Anh em dáng hình này đúng là một người quyền lực, có khác cầm cây đàn nó cũng kiểu quyền lực như kiểu một Hai Bà Trưng đang cầm roi đánh trận anh em nhỉ. Cái người đẹp cầm cây đàn nó cũng đẹp cơ. Đấy, nhìn này đánh này đấy, còn tay vuốt dây đàn như kiểu tiên thiên nga dây chết, à quên, nhầm nhầm lại thiên nga dây chết, như cái kiểu gì nhỉ, tiên đông bổ củi à? À không, nhầm nhầm không phải tiên đông bổ củi ấy. Nó gọi là kiểu này gọi là cái gì nhỉ, à thiếu nữ vẩy hoa đào đấy, kiểu đấy đúng kiểu thiếu nữ về kiểu người, cái tay vẩy đàn dẻo như xe chỉ mây kim em nuộn kim đấy, cái tay nó phải dẻo như thế đấy. Con người uy lực đánh cái dây đàn nó uy lực ấy. Người bình thường con gái người ta người con gái bình thường đánh dây đàn nó cứ nảy tưng như cái dây chun này nhá, đánh này cái chun này đánh này từng nó nhẹ thôi, người uy lực nó cầm đánh nha, nó dứt khoát phát đàn nó rung kiểu như kiểu kiểu gặp kiểu cây cây gặp bão gặp gặp lốc xoáy, nó rung từng âm thanh là càng đét, nghe nó gọi choáng tai luôn, à quên, nghe trong vắt êm tai luôn ấy ấy đấy. Đấy là anh em nhìn này, con gái mà đánh đàn này bình thường người ta đánh đàn tranh là trước đấy người ta phải có cái móng tay giả người ta đánh luôn, đây cắt hết móng tay đánh luôn, đúng người con gái thục nữ Việt Nam thùy mị nết na đủ công dung ngôn hạnh là có hết, mỗi tội là hay đánh chồng, mỗi tội là để hay để chồng nó chiều quá thôi, mà con người con gái này yêu thương con con gái như này cần được bảo tồn, có một không hai. Đấy. Ừ. Anh biết hôm đấy em nói rồi, nói lại này. Đấy, nó ngọt ngào người ta cái từ nhá. Chiều hôm ấy em nói với anh, làm giọng anh em bình thường hát nha, đây nhá. Cái từ chiều, đọc cái từ chiều hôm đấy thôi mà hơi nó rung rung em dịu như làn sóng thênh thang lướt trên bờ sông. Hay cực kỳ luôn. Đây này anh em nhìn này, anh em nghe lại đoạn đấy này. Rung hơi luôn à. Ôi em nói với anh, trời ơi anh em nghe một hồi cái mà nhắm mắt đi ngủ được giấc luôn anh em đúng không, êm dịu luôn,
âm thanh nghe thánh thoát như tiếng chim hót khàn cổ trên cây. Hay luôn. Ô, khen trời này gậy gì. Sao lại không gặp nhau nữa. Trời ơi, yêu thương như thế rồi, chơi game với nhau bao nhiêu ngày tháng rồi, kéo danh nhau xuống như thế rồi, để bảo không gặp nhau nữa thế này thì làm sao ấy? Anh em nhìn cái cây đàn, cái dáng đàn mà nó cầm, nó phải biết là đàn nhiều tiền mới cầm đi, cầm nắn nót kiểu sợ xước ấy. À, cái chỗ anh em nhìn cái phần gỗ này, cái chuột, anh em nhìn phần gỗ đàn phải dùng cái áo của mình làm rẻ lau để cho cái đàn nó sạch và nó êm, nó không bị xước vào da thịt của mình, để cho làm xước cái đàn đấy. Cầm đàn nó đúng dáng của người chơi đàn, nó phải cầm như này, hay hay dáng đã đẹp rồi lại còn hát hay, đánh đàn cũng hay nữa, mặc dù không hiểu gì nhưng mà đánh đàn hay. Hát quên beat gốc luôn, hay. Từ từ, anh em chờ tôi tí để tôi lấy phụ đạo. Tiếng tiếng hát du dương này mình phải phụ đạo theo đấy nè. Cái bài hát hay như này ấy, thì tâm mình phải tịnh, cho nên là muốn tâm phải tịnh thì mình phải làm một cách nào đấy cho tâm mình tịnh để mình nghe những bài hát hay như này mới được. Cảm động rất là mất. Không có tí nước nào vậy, giọt mắt nhé. Đấy, anh em thấy hay không? Đây là anh em đấy, đoạn dừng đoạn này em nhìn này. Đấy, bây giờ anh em nhìn này. Không, mặc dù không hiện mặt lên nhưng cũng biết là mặt đang rất cảm xúc với bài hát rồi, đúng không? Đây, mặt cái cảm xúc kiểu cái bài hát nó buồn ấy mà mặt mình kiểu con gái và mình kiểu hiện cái cảm xúc mặt buồn ra thì nó không hay. Cho nên là mình phải che mặt đi. Mình phải che mặt đi như này, mặc dù mình đấy nhìn, mình nhìn như này là mình biết là mình không nhìn vào cái mặt đâu, nhưng mình cũng đoán được là gương mặt này đang rất là cảm xúc bài hát, mặt rất là buồn, buồn như đưa đám luôn, nên cái bài hát nó buồn như vậy mà. Rất là buồn luôn đấy. Cái tiếng tay đánh đàn nó cũng nói lên được cái lời bài hát, nó rất là buồn, nói lên tâm trạng nó đang buồn, đang thất tình. Trái tim người vội thêm đau. Đấy, kiểu đấy, mình thấy. Người từng khiến em thay đổi là anh, đã mãi xa rồi, thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi Uầy, nè. Cái bài hát này, cái bài hát của nó 4 phút 32 giây mà mình, cái bài hát nó truyền cảm, nó cảm động mà mình nghe mới có được 2 phút 40 giây, mà cứ ngỡ như mình đã nghe được tận 160 phút ý. À, gọi 160 giây ấy. À, mình nghe 2 phút 40 giây cứ nghe như được 140 giây, à 160 giây ý. Cảm động vô cùng da diết, mà cái bài hát mà nghe mới có 2 phút mấy, 2 phút 4 mấy giây thôi mà nghe nó, bài hát nó cảm giác nó buồn dai dẳng như 160 giây. Buồn thật sự. Nghe tiếp vậy anh em. Anh đâu, anh Tèo comment bảo là mi thời thời này xăm nhiều, anh biết vì sao xăm nhiều không? Nói ra khử phần tự ái, bởi vì này. Bây giờ nhá, đang lúc đang tuổi trẻ phơi phới thế này, hát hay giọng ca trong vắt như tiếng hót họa mi thế này,
tự dưng yêu đương vào lấy chồng vào, lúc đấy bắt đầu cảm thấy hối hận cuộc đời của mình, cảm thấy nuối tiếc về tuổi thanh xuân của mình. Anh em mình bây giờ em đây 20 mấy tuổi vẫn lông bông chơi thoải mái tự do, rồi bây giờ tự dưng bị như con chim bị xích trong lòng, anh bảo buồn cay đắng cuộc đời. Bây giờ làm cái gì vậy, hỏi ý kiến chồng làm gì, bây giờ muốn đi rửa chân rồi có bị còn hỏi ý kiến chồng thì chả hận đời, chả đi xăm bây giờ hận làm gì. Con gái bây giờ rượu, bây giờ nó đang là sinh viên, nó đang học sinh, nó uống rượu không được, uống bia không được, con gái hại mà mai sau có con có chửa nó rượu bia nó hại sức khỏe, biết làm gì, chỉ biết làm tổn thương da thịt. Mà da thịt thì phụ nữ ngày xưa nó cầm dao tem nó rạch này rạch kia, bây giờ ai dùng dao tem, nó đi xăm hẳn nó cầm kim nó đâm bập 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 nó dính chuột vào đấy, cũng là một cách hành hạ da thịt của mình thôi, nhưng mà hành hạ theo một phong cách hiện đại đúng không đó, quay theo hiện đại. Thế cho nên là bây giờ em đi xăm nhiều là chuyện bình thường, còn ngày xưa không xăm là chuyện bình thường. Đấy là mình giải thích cái vấn đề comment này thôi, còn không liên quan đến clip này cả. Clip này hát rất hay, vẫn truyền cảm, vẫn buồn, mặc dù không hiểu mà đánh gì. Đấy em bảo nghe bài hát buồn, bên ngoài trời còn mưa nữa chứ. Thương cảm đúng không? Sao khóc ở nơi rồi. Buồn thật sự. Để tí anh em chụp cái ảnh em đang khóc thôi, gửi ảnh cho My nhá, bảo em cảm động. Nước nó không rớt ta. Hết rồi à? Nhanh thế. Chưa tạo hình xong mà. Bài hay anh em nhỉ? Hay, rớt nước mắt. Trời.